Câu gợi ý của Thảo là cầu vồng. Khi mà nhận được cái từ này, Thảo nghĩ ngay đến bệnh viện. Mang số danh 299, Trần Thị Phương Thảo đến từ thành phố Hồ Chí Minh sẽ là thí sinh tiếp theo nhận được thử thách dự án từ ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Phương Thảo có đoán ra được dự án gì đang chờ đợi mình hay không? Và cô ấy sẽ thể hiện như thế nào? Chúng ta hãy cùng nín thở chờ đợi nhé! Khi nhìn thấy những thứ này thì mình cảm thấy là mình cần trân trọng những cái gì mà mình đang có. Thì bạn có sẵn sàng cùng với ekip lên xe đi xuống dưới trường không? Dạ, sẵn sàng ạ. Và thưa quý vị, để tiếp tục chương trình thì Ái Phương xin được mời ban bình luận cũng như tất cả quý vị, chúng ta sẽ đến với phần thực hiện dự án tiếp theo của bạn Trần Thị Phương Thảo, số báo danh 299. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi đoạn video clip ngay sau đây. Như vậy là cô sinh viên sư phạm Trần Thị Phương Thảo đã nhận được dự án cầu vồng nhân ái, dự án đặc biệt dành cho các học sinh trường tiểu học Tân Thông Hội thuộc xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Đây có lẽ là một trong những dự án mang đầy sắc màu nhân ái mà ban tổ chức cùng nhà tài trợ Sơn Milus sẽ hỗ trợ Phương Thảo thực hiện bằng cách khoác lớp áo mới cho toàn bộ trường tiểu học Tân Thông Hội. Em có được nhận nhiệm vụ rằng sẽ mang tới trong trường mình một chiếc áo mới khang trang hơn để cho thầy cũng như tất cả các em học sinh ở đây thêm gắn bó và yêu thương ngôi trường của mình hơn, rồi tự tin bước vào năm học mới. Xem ra để thực hiện được dự án hết sức ý nghĩa nhằm mang lại một ngôi trường mới cho các em học sinh thì khối lượng công việc mà thí sinh Trần Thị Phương Thảo phải làm chắc chắn là rất lớn. Liệu cô tiên Phương Thảo có mang lại được phép màu cho các em học sinh của trường Tân Thông Hội trước thềm năm học mới không nhỉ? Đẹp nha. Ủa? Đây sẽ là những phần quà nhỏ nhỏ mà dành tặng cho các em khi tham gia những trò chơi của chương trình. Thì hôm nay chị tới đây để tổ chức một buổi hội hè giao lưu cùng với tất cả các em. Cho chị và tất cả các bạn ở đây nè cùng biết nè, tại sao con lại dán cho chữ Phi và tại sao con lại nghĩ tới em con? Tại em con hồi nhỏ nó bị bệnh. Bây giờ em của con như thế nào rồi? Chị sẽ chúc cho em, cho em gái của em mau hết bệnh và cùng nhau đến trường với các bạn, nên là em đừng có khóc nữa, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn. Em sẽ nói gì với anh nếu anh nói là nếu chúng ta chịu khó tua lại cái đoạn clip đó chúng ta xem. Em bắt chuyện với thầy, cái mắt em nhìn tứ bề, có nghĩa là trong đầu em nó không phải 100% muốn nghe câu chuyện của người ta.
Em còn quan tâm tới máy quay, em còn quan tâm đến là mình lên hình có đẹp hay không, hoặc là một số những vấn đề linh tinh. Dĩ nhiên không phải là vì chỉ là để bảo vệ hình ảnh. Cái thứ hai là giống như em Kim chia sẻ câu chuyện với bạn nhỏ, cách em dỗ bạn nhỏ, con hãy đến đi, và em đưa ra một số những lời văn bản rất đẹp. Nhưng trong đó cái sự sẻ chia anh chưa cảm nhận được. Tôi phản đối, em nói đi. Hồi nãy giờ khi mà Trấn Thành đưa ra chia sẻ với em thì anh nhìn em, anh thấy là em hết sức biết cách lắng nghe. Chủ của tôi có một cái sự lắng nghe. Thưa em, trong cái hoàn cảnh này thưa anh, lắng nghe và rất là tập trung. Khi anh bị buộc tội, anh có lắng nghe không? Chậm lại. Thật sự là ở ngoài em nghĩ rằng là mình có thể làm tốt hơn được nữa. Tại vì ở ngoài cái tính cách của em rất là năng động và thoải mái, nói chuyện rất là cởi mở luôn. Nhưng mà khi mà em quay cái clip, em vẫn chưa có chiến thắng được cái bản thân mình là đây là một cuộc thi. Em vẫn chưa có quên được là mình phải chiến thắng bản thân mình, thoải mái với cái gọi là chính mình. Vâng ạ, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với kết quả của thí sinh 299. Xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi ạ. Kính thưa ban giám hiệu, quý vị đại biểu và cùng toàn thể các em học sinh thân mến, hôm nay Thảo đại diện cho chương trình trao tặng dự án cầu vồng nhân ái về phía nhà trường. Xin kính mời thầy Nguyễn Văn Sơn, ban giám hiệu hiệu trưởng nhà trường, anh Dương Dũng Trí, đại diện từ phía nhãn hàng Sơn Mây Lớp, và đồng chí Hoàng Minh Thắng, phó bí thư huyện đoàn huyện Củ Chi, cùng lên sân khấu cắt băng trao nhận dự án cầu vồng nhân ái. Chị cũng sẽ có một món quà dành cho các em. Cùng với ekip chương trình đã hoàn thành xong dự án cầu vồng nhân ái. Thảo rất vui và hạnh phúc khi đã góp một ít công sức của mình mang đến niềm vui cho các em. Không những thế, Thảo còn được quay về kỷ niệm thời tiểu học của Thảo nữa. Việt Nam đang ngày càng hội nhập với kinh tế thế giới. Các em ở vùng ngoại thành rất khó mà có cơ hội tiếp cận với những loại hình học tập vui chơi hiện đại. Dần dần sự thiếu thốn và sự mặc cảm sẽ thiêu đốt đi những ước mơ trong chính các em. Các bạn ơi, hãy sống mỗi ngày như thể là ngày cuối cùng, vì có thể ngày mai sẽ không bao giờ đến. Hãy cùng một lần nữa, hãy cùng Thảo chung tay thực hiện nhiều dự án thiện nguyện bằng chính tấm lòng của mình, để ngọn lửa ước mơ của chính các em không bao giờ bị dập tắt. Điều bất ngờ nhất trong cái hành trình ngày hôm nay là lúc Thảo đã tạm biệt tất cả các em, các bạn tình nguyện viên. Khi mà Thảo bước ra cổng rồi thì... Chị Thảo ơi! Chị Thảo ơi! Các em có món quà tặng chị. Thiệt hả? Wow, rất là đẹp. Tân Thông Hội, trường tiểu học Tân Thông Hội, chị sẽ không bao giờ quên. Thật sự là lúc đó Thảo rất là rưng rưng luôn, không muốn khóc. Tại vì sợ khóc ra thì các em sẽ khóc theo, nên là phải cố gắng kìm lại và chỉ biết ôm các em và cảm ơn các em rất là nhiều thôi. Lần sau chị nhớ lại thăm ngôi trường em nữa nhé. Chắc chắn rồi, chị sẽ quay lại thăm trường cho em. Tân Thông Hội. Rồi, bye bye các em nha. Cho tôi xin chia sẻ một câu đúng với ý nghĩa là sống là cho đi, không chỉ nhận riêng mình. Và ngay lập tức các bạn đã nhận được những cái tình cảm rất là đẹp của các em. Và đó là thành công của vẻ đẹp nhân ái, kết nối trái tim với trái tim của mỗi con người. Chúc mừng em.